What's up? Xin chào 500 anh em, mình đã quay trở lại rồi đây. Thì hôm nay mình sẽ cùng review nhanh cho các anh em một chiếc tai nghe. Một chiếc tai nghe này thì là chiếc tai nghe chuyên game và nó có một số cái điểm rất là đặc biệt mà mình chưa từng thấy trên chiếc tai nghe nào hết. Thì hôm nay mình sẽ cùng đi review và thử đánh giá nó xem nó có ok trong tầm giá không nhé. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đi đến về cái thiết kế bên ngoài của con tai nghe này. Thì con tai nghe này có thiết kế khá là đơn giản, thì nó chỉ có là hai củ tai được làm fit cứng như thế này, nằm ở trên vành tai chứ không có thể mình xoay ngang hay xoay dọc. Và cái phần đệm trên của nó sẽ được cực kỳ linh hoạt để mình có thể uốn cong phù hợp với đầu của mình, nó sẽ giãn được như thế này tối đa. Đó, các bạn có thể thấy ở phía hai cái củ loa thì cũng làm được khá là to, mà mình có thể úp hai cái tai này vào hai cái tai loa này vào trong tay của mình và có thể chùm hết tai, nên các bạn yên tâm là nó sẽ không bị cấn tai nhé. Đặc biệt là khi mình nhìn vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy có một cái lớp nỉ màu đỏ dùng để cắt âm, và cũng như là cái đệm tai. Cái đệm tai này của nó được thiết kế rất là dày và nó làm theo kiểu thiết kế hơi vuông một chút. Đó. Thì khi mà thiết kế dày như thế này thì nó sẽ cho cái cảm giác đeo tai êm hơn. Tuy nhiên nó sẽ có một cái nhược điểm chết người, đó là sẽ hơi nóng một chút và nó sẽ cắt âm rất là tốt. Nếu như mà mình đeo cái tai nghe này thì hầu như không có, khi mà nhạc lên thì hầu như không thể nghe được tiếng bên ngoài. Đó. Thì chúng ta sẽ nhìn qua bên trên. Đó. Chúng ta sẽ có một cái lớp giả kim loại thế này, màu vàng nó sẽ là màu vàng kim, và cái màu vàng này nó sẽ trùng với lại cái kim loại mà đang làm cái đệm phía trên của chiếc tai nghe. Ở phía trên này chúng ta sẽ có thêm một cái đệm bằng da. Đó. Cái đệm bằng da này thì cho một cái thời gian sử dụng khá là lâu và nó sẽ ít bị bong chóc đối với những cái con mà tai nghe mà thường dùng cái loại nỉ mà nó rất là dễ bong chóc trong thời gian sử dụng. Mic của nó sẽ là mic dài, và mic này nó sẽ không phải là dài quá nhưng cũng vừa đủ để chúng ta vừa mới tới cái tầm miệng của mình, khi mình nói thì mic nó sẽ thu âm tốt hơn. Đó. Ở bên hai cái củ tai thì chúng ta sẽ thấy có đặc biệt là cái logo Magic Iron cũng như là một cái hình trong suốt ở đây. Thì cái trong suốt này sẽ tí nữa nó sẽ để lộ ra đó, hai cái đèn này lọi ra rất là đẹp. Thì mình sẽ cắm lên cho các bạn coi. Ok, chúng ta sang phần dây cáp. Dây cáp của con này thì được làm bằng dây cáp bằng nhựa thôi, nhưng mà rất là chắc chắn và nó dày lắm. Đó, mà ở ra thì chúng ta vẫn sẽ có cái cục chống nhiễu của dây cáp và cái đầu cắm USB. Vậy thì chúng ta sẽ biết được đây là cái con tai nghe 7.1. Nó sẽ giả lập 7.1 thôi chứ không phải là 7.1. Và thường là những con tai nghe giả lập 7.1 thì nó sẽ chỉ có một cổng USB như thế này. Và cái cổng USB này nó sẽ kiêm luôn chức năng là vừa là led, vừa là mic, vừa là âm thanh luôn. Đó. Và những con tai nghe 7.1 thì thường là nó sẽ phục vụ cho về chuyên về gaming thì nhiều hơn chứ không phải là về nghe nhạc. Và con này nó sẽ có duy nhất một cái nút điều khiển nằm ở trên vành tai như thế này, đó là cái nút điều khiển tăng giảm âm lượng mà thôi, không có gì thêm hết. Nó không có cái bộ điều khiển riêng. Bên tay trái và tay phải thì cũng đều giống nhau. Chúng ta sẽ cắm thử cái con này vào xem thử nó sẽ lên led như thế nào nhé. Ở đây chính là cái tai nghe của mình sau khi mình đã cắm vào trong chiếc máy tính. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là phía bên này nó sẽ sáng led màu đỏ, con này phiên bản màu đỏ. Thì mình sẽ thấy có hai cái đèn led sáng lên màu đỏ đây. Nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái gì đó khá là đặc biệt. Tại vì hai cái đèn led này sáng lên thì nó cũng giống như là có hai cái loa ở phía bên trong này, hai cái màn loa. Thì tí nữa mình sẽ kiểm tra xem, đó là một trong những cái điểm đặc biệt nhất của con này đấy. Và ở đây chúng ta sẽ có mic cũng phát sáng luôn ở phía đầu mic như thế này. Rồi, và chúng ta sẽ đi sang cái phần đặc biệt của nó. Tại vì cái con này là cái con tai nghe giả lập 7.1, nhưng mà nó lại có tới 4 củ loa. Tức là bình thường những con tai nghe khác thì nó chỉ có mỗi bên tai này chỉ có một củ loa đảm nhiệm mà trách nhiệm phát âm thôi. Và cái con này thì riêng nó sẽ có 4 củ loa, tức là mỗi bên sẽ có 2 cái củ loa. Một con sẽ chuyên về âm cao và một con sẽ chuyên về bậc âm thấp. Đó. Thì để kiểm chứng thì mình đã có gỡ cái vành tai của con này ra để kiểm tra xem thử coi là nó có thực sự là có 4 củ loa không. Và khi mà nhìn vào trong thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là nó có 4 cái củ loa ở ngay đây. Đó.
Đó, rất là rõ ràng. Một bên tai của nó sẽ có hai cái củ loa, một củ loa lớn và một củ loa nhỏ. Đó. Vậy thì nó sẽ có tác dụng gì? Tất nhiên người ta làm sẽ có mục đích riêng rồi. Tại vì những cái con mà giả lập 7.1 á, thường thì nó sẽ có hai củ loa, thì cái âm thanh giả lập của nó không được chính xác lắm. Nhưng riêng những con mà có nhiều củ loa như thế này thì nó sẽ tạo nên cái cảm giác định hướng tốt hơn, chính xác hơn. À, như thế thì nó giống như những cái con tai nghe mà dùng 7.1 thì nó, nếu mà 7.1 thật thì nó sẽ có tới 7 củ loa luôn. Nhưng mà riêng con này thì nó sẽ đã có 4 củ loa rồi. Nó sẽ hơn đứt so với rất là nhiều con mà giả lập 7.1 và chỉ có 2 củ loa thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần đó là test cái âm lượng của con này, test cái âm thanh cho các bạn cùng coi. Đó, mình đã mở nhạc lên cho các bạn nghe. Thì các bạn có thể thấy là cái âm thanh phát ra của nó khá là lớn. Mặc dù mình chưa có để mic lại gần thì nó vẫn đã có tiếng nhạc phát ra rất là khá là to rồi. Thì mình sẽ thử để cái mic của mình lại nhé. À, các bạn có thể thấy là cái âm thanh của nó phát ra rất là to và cái âm bass cũng rất là rõ ràng. Tuy nhiên thì cái tai nghe này thì nó không phải chuyên về game, cho nên các bạn những cái tai nghe này không phải là chuyên về bên âm nhạc, mà nó sẽ chuyên về các cái game thể loại FPS để cho các bạn có thể định hướng tốt hơn và cũng như là nghe tiếng bước chân tốt hơn để mình có thể chơi những cái tựa game FPS hay hơn. Đó là một trong những cái công dụng tốt nhất của những cái thằng tai nghe mà hỗ trợ giả lập 7.1. À, bây giờ mình sẽ sang một cái phần đó là cũng không kém quan trọng để test một chiếc tai nghe, đó là cái phần thu âm bằng mic của con này. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử thu âm bằng mic con này xem là một đoạn nữa nó có hay không, nó sẽ cho các bạn đánh giá như thế nào. Ok, thì như các bạn đã thấy là mình đã đưa cái mic tai nghe vào rất là gần miệng. Thì như vậy thì khi mình thu tiếng thì nó sẽ rõ ràng hơn, và cũng như khi mình nói nhỏ thì nó vẫn thu được, và nó sẽ không có ảnh hưởng đến những người xung quanh khi mà mình chat talk, mình nói chuyện hoặc là cũng như là mình live stream chẳng hạn. Đó. Thì các bạn sẽ thấy cái mic này thu âm cũng khá là tốt. Tuy nhiên thì nó không có lọc hết tất cả những cái âm thanh tạp âm bên ngoài được, giống như những cái mic mà chuyên thu âm. Và cái mic này nó được một cái là khi mà mình có thể uốn dẻo được thì mình có thể đưa ra xa một chút đó, hoặc là đưa lại gần. Nếu như mà mình đang cần muốn nói rõ hơn thì mình có thể đưa lại gần, và mình nói hạ giọng xuống thì nó vừa phải thôi, nó cũng vừa đủ để thu âm. Và khi các bạn lưu ý là các bạn thu âm thì các bạn nhớ phải bút trên trong cái phần mềm thu âm á, mình bút lên. Còn nếu không thì các bạn có thể để nguyên như vậy là cũng thu âm cũng khá là tốt rồi. Như mình là mình để mặc định như vậy thôi là nó đã thu âm khá là ok rồi. Ok, sau khi mình đã cho các bạn nghe thử về cái ghi âm của con này thì đó chính là cái chi tiết cuối cùng mà mình muốn cho các bạn xem về chiếc tai nghe này. Đây là một chiếc tai nghe giả lập 7.1 và có 4 củ loa duy nhất mà hiện tại mình có thể thấy được trong cái tầm giá này nó ngon như thế. Thì với cái tầm giá khoảng gần 500 ngàn thôi, chưa tới 500 ngàn nữa, khoảng tầm 450, hơn 450 thôi, mà các bạn đã có một chiếc tai nghe 7.1 đó, với mức thu âm khá tốt, với cái bàn tai êm và nó to. Đặc biệt hơn là nó sẽ có 4 củ loa hỗ trợ cho các bạn chơi game FPS cực kỳ tuyệt vời, và cái âm thanh cũng khá là lớn nữa. Đó, thì theo như các bạn thấy thì có xứng đáng cái giá tiền này không, và các bạn có muốn bỏ tiền ra để đầu tư một chiếc tai nghe để mà chuyên chơi game FPS thì các bạn hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Rồi, bây giờ mình phải tạm biệt các bạn ở đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại. Quên nhớ like và subscribe giúp mình nhé. Bye bye.